Xin chào tất cả các bạn nha. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình nhé. Trong video này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn unlock để mở khóa 25% tiếp theo của dự án STT các bạn. Thì còn 25% tiếp theo thì sau khi nó mở bán IDO thì mình sẽ mở khóa tiếp nha các bạn. Thì để mở khóa được thì rất là đơn giản, các bạn bấm vào mục skin này các bạn. Rồi, sau đó các bạn bấm vào mục Single Asset skin này các bạn. Rồi sau đó thì các bạn vào đây các bạn sẽ tách nha các bạn. Rồi bấm sẽ tách nha các bạn. Đây thì các bạn cần phải có một con token là STT đi sẽ tách nha các bạn. Mình chọn là 0.1 đi các bạn. Rồi các bạn cần có phí gas là con UST nha các bạn. Rồi các bạn bấm sẽ tách nha các bạn. Rồi các bạn bấm vào asset nha các bạn. Rồi bấm xác nhận nha bạn. Rồi bấm nhập mật khẩu bạn vào nè. Rồi bấm xác nhận nha bạn. Bạn nào muốn setup để kiếm token thêm thì bấm vào setup nhiều nhiều các bạn. Còn mình đây thì mình không có setup thêm các bạn. Rồi view scan. Rồi sau đó thì các bạn bấm vào mục IRS nha các bạn. Ok, như vậy là mình đã mở khóa được 25% tiếp theo nữa các bạn. Thì để kiểm tra được thì các bạn vào mục JSTT này các bạn. Rồi bấm qua sell nữa các bạn. Xem chưa vậy nữa ta. Rồi các bạn chờ chút xíu nữa các bạn. Rồi nha các bạn. Sau khi các bạn unlock xong thì các bạn vào mục AirDrop nữa các bạn. Rồi các bạn claim nha các bạn. Mình đã về rồi nè các bạn. Rồi bạn bấm vào withdraw về tài khoản chính của mình nha các bạn. Hiện tại nó còn nằm trong tài khoản phụ. Rồi các bạn chọn mắt nha các bạn. Rồi các bạn chọn confirm chết bà phí ga tới 2 UST nữa các bạn. Này mình không biết chỉnh phí ga luôn, không có đường chỉnh phí ga. Rồi bấm claim luôn đi các bạn, confirm luôn đi. Lại. Rồi, các bạn rút cái token về tài khoản chính của mình nha các bạn. Rồi các bạn chờ một chút xíu nha các bạn. Chờ nó đang xác nhận blockchain chút xíu. Rồi ok đã check được các bạn. Rồi đi kiểm tra các bạn vào mục JSTT này các bạn. Rồi bạn qua mục sell nữa các bạn. Ok mình đã dày được 25 token là 75 token STT này các bạn. Thì bạn nào muốn kiếm thêm token thì bấm vào mục staking này các bạn. Thì mình thấy dự án này staking là rồi bấm xin Sinro asset này các bạn staking này. Thì mình thấy tại lãi suất của dự án này là tới 34.63% ARB trên hàng năm này các bạn. Khá là ngon luôn các bạn. Có các là hiện tại tổng số lượng setup là rất là nhiều luôn các bạn. Rồi, bạn nào muốn setup thêm thì setup nha các bạn. Vì mình đem suy nghĩ lại các bạn. Không biết nên setup hay là không. Rồi, vậy video mình đến đây kết thúc các bạn. Vậy mình chào tạm biệt các bạn. Hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.